Để tạo vốn bồi kích thích kinh tế phục hồi sau đại dịch, Đà Nẵng đã ưu tiên dành nguồn lực lớn cho đầu tư công. Những khó khăn vướng mắc tại các dự án, bao gồm cả thủ tục lẫn giải phóng mặt bằng, được các đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ, qua đó đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Tuy Loan dài hơn 7 km với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng, được khởi công năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2020. Nhưng tiến độ kéo dài do nhiều vướng mắc, nhất là mặt bằng. Sau nhiều lần lỗi hẹn, hiện dự án đang được tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để khánh thành đưa vào sử dụng. Công ty cổ phần xây dựng cũng năm một năm đang tập trung toàn bộ máy móc thiết bị để làm tăng ca tăng kíp để hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại. Để đạt mục tiêu hoàn thành 25% giá trị xây lắp hợp đồng, tương ứng với số tiền giải ngân 658 tỷ đồng trong năm 2023, ngay sau lễ ra quân đầu năm, liên danh 5 nhà thầu dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, huy động lực lượng, trang thiết bị máy móc, thi công các hạng mục. Xác định tầm quan trọng của dự án trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương nói riêng và thành phố nói chung, nên ngay từ đầu, quận Liên Chiểu đã bắt tay thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Quận cũng đã tập trung ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện sớm đưa dự án này vào hoạt động. Bên cạnh đó, quận cũng phối hợp với các ngành để rà soát, đề xuất các quy hoạch logistics, quy hoạch các hậu phương cảng để phục vụ cho các cảng. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được thành phố giao cho các đơn vị địa phương là hơn 7.947 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn xây lắp đã phân bổ là 5.207 tỷ đồng, kế hoạch vốn đền bù đã phân bổ là 780 tỷ đồng. Nút thắt khâu giải tỏa được thành phố yêu cầu các quận huyện tăng cường tháo gỡ để đảm bảo các dự án có thể triển khai xây lắp. Thì tôi đề nghị là ban trị đảng phải chỉ đạo một cách quyết liệt để sửa đổi bổ sung và có những quy định mới thuộc thẩm quyền, nó liên quan đến cái việc bồi thường, thu hồi đất phù hợp với thực tiễn và vận dụng. Mình phải đặt mình vào cái vị trí của người dân. Giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đầu tư 54 dự án quan trọng phát triển kinh tế xã hội, nhưng đến nay vẫn còn nhiều dự án bị chậm tiến độ so với yêu cầu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là chậm giải phóng mặt bằng và vướng thủ tục. Với quyết tâm tập trung cao độ để tháo gỡ, năm 2023 này, thành phố đặt mục tiêu khởi công 25 dự án, hoàn thành 38 dự án và hoàn thành 50% trong tổng số hơn 200 dự án đã kéo dài nhiều năm qua.